và trận bán kết thứ hai. Tỷ số trận đấu hiện nay đang là 2-2 và tỷ số nhỏ trận đấu đang là 2-1 đang về Phan Huy Hoàng. Phan Huy Hoàng giật bóng ra ngoài. 2-2. Trận bán kết 1 với 2, đôi vận động viên Lê Thanh Trọng đã thắng. Bởi trọng tài Hải về bàn cho hai đôi tổ chức hợp thi đấu. 3-2 rồi. Có một điều rất tình cờ trong cả 4 vận động viên trong vòng bán kết đều là những vận động viên rụng tay trái. Và 2 vận động viên là hàng đầu của nghiệp dư Nam Bắc và 2 vận động viên là đã từng chuyên nghiệp, đang thi đấu chuyên nghiệp với màu áo Hà Nội, đó là Phan Huy Hoàng, vận động viên số 1 Việt Nam một thời, đó là Đoàn Thiên Quốc. Do bóng biến hóa, Phan Huy Hoàng đã nâng tỷ số lên 4-3. Sau trận bán kết 1 giữa đôi Dũng Hà Nội gặp Lê Thanh Hà Nẵng sẽ là trận bán kết 2 giữa hai đôi của thành phố Hồ Chí Minh, trận Tài Cường gặp Thắng Dầu. Các trận đôi cả đôi lên cao sẽ kết thúc trong buổi sáng nay để chiều ta giành bàn đến các trận đến trận chung kết ở các nội dung. Vậy ban tổ chức trân trọng Phú đã rút ngắn tỷ số xuống còn 4-5. Phan Huy Hoàng giật bóng hỏng. 6-5. May mắn cho Phú. 6-0. Đặng Trần Phú là một vận động viên nghiệp dư, tuy nhiên anh cũng đã từng thi đấu chuyên nghiệp trong màu áo Thành phố Hồ Chí Minh và Công an Nhân dân. Cho nên về nếu mà nói về đẳng cấp thì thực ra Đặng Trần Phú cũng đã từng là vận động viên chuyên nghiệp. Do đó để Phan Huy Hoàng có thể dễ dàng đánh bại anh cũng không phải một điều dễ dàng. Bảy đều, set thứ 5. Và các bóng rất nặng của Đặng Trần Phú. Phan Huy Hoàng không thể giật bóng qua lưới để giúp Đặng Trần Phú để mình lên. 8-7. Ngày nay ván thứ 5 rồi mình cũng đang dẫn 8-7. Phan Huy Hoàng đang lắng nghe các vận động viên, các huấn luyện viên mình chỉ đạo của mình. Chắc là không dễ dàng cho vận động viên chuyên nghiệp Phan Huy Hoàng để vượt qua được Phú Sóc đầy tinh quái và bản lĩnh. Bóng chạm lưới. Đẹp. Tốt bóng. thế Đặng Trần Phú. 9 đẹp. Bóng cho Đặng Trần Phú, anh điều luyện viên Phan Huy Hoàng để đi ra 2 góc bàn, cơ hội cho Đặng Trần Phú. Chín 10. Đã chiến thắng đến thứ 5, nâng tỷ số lên 3-2. Cả hai vận động viên này chuẩn bị vào cái đấu thứ 6. Ván này Phan Huy Hoàng giao bóng trước. Vận động viên Đặng Trần Phú trong quá khứ đã từng thắng những vận động viên chuyên nghiệp như Đinh Văn Linh, Lê Tiến Đạt. Phan Huy Hoàng rất quyết tâm trong trận đấu này, vì nếu anh thua xem như là trận chung kết sẽ diễn ra một cái giật hiệp dư và một cái giật. Cả hai vận động viên hiệp dư nhưng mà bên Trung Quốc là vận động viên đã từng chuyên nghiệp đỉnh cao ở Việt Nam. Không hay. Có vẻ Phan Huy Hoàng đang tăng tốc trong trận đấu này. Tỷ số hiện nay là 1-6 rồi. Rất có cho Phú để giành chiến thắng trong set đấu này, vì hiện nay anh đang bị dẫn lên số 7-1. Chính rồi. Anh Trần Phú có vẻ buông xuôi ở ván thi đấu này. Có lẽ anh để dành sức cho trận đấu thứ 7. Đây là ván đấu quyết định trận đấu ở bán kết 2 giữa Đặng Trần Phú và vận động viên Phan Huy Hoàng. Rất hay. 1 tưởng chừng Đặng Trần Phú sẽ kiếm điểm được trong pha bóng này, nhưng rất đáng tiếc anh đã đánh hỏng pha bóng cuối cùng. Phan Huy Hoàng đang dẫn 2-0. Giật bóng hỏng 1-2. Năm đang đứng tập thủ của mình có thể là lần có vẻ trong những pha đối giật thì Đặng Trần Phú cũng không hề thở ra lép vế trước vận động viên chuyên nghiệp Phan Huy Hoàng. Bóng ra ngoài. Đặng Trần Phú đang lội vòng nước ngược. Cơ hội cho Phú. 8-6. Từ 6-2 anh đã gỡ lên tỷ số 8-6, 6 điểm lần. Phan Huy Hoàng tỏ ra rất căng thẳng. Rất đẹp mắt. Chỉ còn 2 điểm nữa thôi, Đặng Trần Phú có thể gây một bất ngờ lớn nhất trong giải này. Đáng tiếc quá, Phú đã đánh hỏng 2 cơ hội của mình, đã mất 2 cơ hội và tỷ số hiện nay đã là 9 đều rồi. Thật đáng tiếc là Trần Phú. Phan Huy Hoàng cho bóng. Cơ hội tiếp tục cho Đặng Trần Phú. 90 rồi, chỉ còn điểm duy nhất. Match point. Sự căng thẳng đang hiện rõ trên nét mặt của hai vận động viên và tất cả những người hâm mộ. Liệu bất ngờ lớn nhất của giải này có diễn ra hay không? Và thật là bất ngờ, rốt cuộc vận động viên